Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Long Bùi lại tiếp tục làm một clip mới về những cái đàn guitar. Thì tranh thủ hàng một vài lúc nào thì Long Bùi tranh thủ setup và làm clip để gửi đến anh em cả nước mình những cây đàn guitar của Nhật đấu giá. Thì lô này có về là có được một số cây dây sắt và một số cây ni lông. Nhưng mà đợt này về được cái là từ dây sắt và ni lông đều có hợp hết, có khay hết nha, có khay này, khay giống như ở bên mình đây. Thì Long Bùi sẽ làm luôn cái clip dây sắt về lông nếu kịp thời gian, còn nếu không kịp thì Long Bùi sẽ tách riêng hai clip để quay cho mọi người, mà để mọi người tiện theo dõi ha. Đắp 20, 25, 30, 35, 40, 50 được nhiều anh em ở cả nước mình ủng hộ rất là nhiều luôn, cho nên Long Bùi cũng cố gắng đưa được những cây Moritz và Yamaha về để cho mọi người chơi và sưu tầm. Những cái lô trước thì được mọi người ủng hộ rất là nhiều nên Long Bùi cũng xin chân thành cảm ơn. Và trong quá trình Long Bùi làm có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý hoặc là liên hệ thì Long Bùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi cái việc mọi người đưa ra. Và khi mà Long Bùi đã làm rồi thì mọi người phải ôm cái đàn lên, mọi người vui, mọi người thích, Long Bùi mới thích. Cho nên những cây đàn mà mọi người chơi chưa ưng ý thì có thể nâng cấp lên ha. Hoặc là những cây đời thấp có thể nâng cấp lên những cây đời cao. Đó là tùy theo điều kiện của mọi người, cái mà Long Bùi muốn hướng đến. Còn việc mà của mọi người chỉ chơi thôi, không cần phải băn khoăn hay như thế nào nữa. Đó là cái lời thật tâm mà Long Bùi nói. Tại Long Bùi cũng sẽ không thể nào chu toàn được hết mọi việc cho mọi người, tại vì 10 người 10 ý nói vậy. Có những người chú ôm những cái đàn mình gửi về rất là thích, và có những người thì nói chung là về cái ngoại hình hay là cái như thế nào đó thì vẫn chưa có nghĩ lắm, nhưng mà vẫn cảm ơn Long Bùi rất nhiều. Tại vì hoàn hảo 100% như đàn mới thì không thể nào được, nhưng mà nói về đàn cũ của Nhật thì Long Bùi dám chắc chắn ở đây là nơi mà đấu giá, là nguồn đấu giá trực tiếp về và là nguồn rẻ nhất cho mọi người, chất lượng nhất cho mọi người, đẹp nhất cho mọi người. Đó là cái mà Long Bùi muốn nói đến ở đây. Và cũng như cái kỹ thuật là Long là một người thợ, một người chủ và một người đứng ra chịu mọi trách nhiệm trên những cái đàn cho mọi người hết, cho nên mọi người yên tâm. Và lô hàng mới về trong sáng nay thì chú Thanh cũng mới vừa sinh và một số cây thôi, cũng có chưa tới đâu hết, mới vừa sinh một số cây thì đã tối rồi, thì mình cũng vừa tiếp khách xong thì mình cũng phải livestream trực tiếp đó cho mọi người, đợi mọi người xem đó. Thì bây giờ anh em thợ cũng đã nghỉ thì Long Bùi lại tiếp tục tranh thủ làm cái clip này và không đỡ mọi người phải chờ đợi lâu nữa, thì Long Bùi sẽ giới thiệu đến mọi người từng cái đàn ha. Đợt này tất cả các cây đàn đều có hợp hết, mọi người xem này. Đó, cây đúp 20 mà cũng đã có hợp rồi, đúp 20 mà cũng đã có hợp rồi nha. Tất cả các cây đàn về đều có hợp hết ha, hợp nguyên zin. Mọi người xem cây nào thì hợp của cái đó nha. Nói chung hợp thì đợt này cũng rất là đẹp chứ không có xấu đâu, không có bị chày hay là không bị bung gì đâu. Đây là cây Moritz đúp 20 nè. Đây, đó là khi về là chưa, khi mà chú Thanh chưa vệ sinh, chưa setup gì hết á, thì vẫn như thế này. Đây là chú Thanh đang đứng ở kia, chú vô chào mọi người ký chú. Chú Thanh đang chuẩn bị ăn tối. Chắc mình thấy có mua hai lon bia rồi, chắc ăn vừa ăn tối vừa uống bia luôn sao. Đây chú ra sau đây, ra sau đây, ra sau. Rồi, xin chào. Đây, chú Thanh vừa vệ sinh chắc cũng được khoảng 10 cây thì bây giờ cũng đã tối rồi, đã vừa rồi test mấy cái đàn cho khách ở tiệm cũng đuối hay sao đó, hát có hát mấy bài nữa. Đây là cây Moritz đúp 20, giá chỉ có 4 triệu thôi. Đó chú Thanh, chú chào mọi người cái đó. Mọi người, xin chào mọi người nha. Hiện bây giờ đang là 7 giờ 15 rồi, 7 giờ 10 mấy. 7 giờ 15 là đói rồi cho nên chú tối. Thì Long Bùi chuẩn bị rồi, nhưng mà cây hàng kiểu anh nhìn qua ha. Cỡ như Thanh người dân khoái đờ mà nhìn thấy nó là mê rồi. Thấy không? Nó đẹp long lanh từng sớ gỗ cho đến cần cho tới action là chỉnh lại, nó thay dây nè, dây ở đó bên nó về nó
bên đó nó chơi sang lắm, đứt sợi nó bỏ luôn cả cái đàn như thế, tiếc không? Đàn này nhập về đó. Nói vào chào mọi người tí thôi nhưng mà cũng đam mê cái lắm, đam mê cái lại giới thiệu cái đàn cho mọi người. À, cái đàn này từ bộ khóa nó còn kem rồi đó, chưa qua bàn tay của anh nữa nha. Anh tốt lại một cái là ok. Đó là những cái đàn này khi được ấy thì được chú Thanh tú tác lại hết rồi qua việc của mình được setup nữa. Mà những cái đàn của bên mình là mình nói là những cái dây sắt là cần được Long Bùi setup canh chỉnh, vợ sinh vàng phím, vợ sinh này hết, vợ sinh khó, thay dây mới hết, setup canh chỉnh action ngựa cho tới ti chỉnh cần là thẳng băng cho mọi người luôn, không một cây nào để cho mọi người chơi được action điểm cao hết. Đây là cây số 0 nha, đúp 20 rất đẹp luôn, nguyên zin hết nha. Thì ngày mai sẽ tiếp tục setup vào dây. Đúp 20 lô trước được 4 cây thì anh em cũng đã ủng hộ hết rồi, nhưng mà 4 cây đó là không có hợp. Chỉ có mình kỷ niệm cho anh em mỗi người mỗi cái bao da thôi. Còn đợt này về là có hộp hết nha. Đây, đất 20 nó còn giấy tờ của trong cái hộp của cây này luôn ha. Nó có cái mã luôn, của giấy tờ luôn. Mình kỷ niệm cho anh em cái bao đó cho mọi người khi mà bọn chuyển đàn đi xa nó không bị bỡ, không bị đổ rớt. Tiếp tục lại là một cây cây này cây số 1 cũng là cây Moritz đúp 20. Cây này cũng là 4 triệu. Đó, cũng rất đẹp, bộ khó này. Đó. Nói chung những cây đúp 20, 25, 30 bên mình hàng đấu bên mình là tuyệt vời rồi. Đó cái màu này. Màu của cây đúp 20 này ngà mà rất đẹp luôn. Action. Tầng của những cái này là đẹp tuyệt vời cho nên mọi người không cần phải bô khăn gì nữa hết ha. Những cái này là âm thanh tuyệt vời, cái này là nó có made in Japan luôn ha. Tại vì có nhiều anh em có những cây đúp 20 đó có đờ chữ made in Japan, hoặc có những cây nó không đờ thì có nhiều anh em thích những cây có chữ made in Japan. Đây là cây số 2. Ồ, một cái hộp đàn của cây số 2 cũng rất đẹp này. Cây số 2. Đây là đúp 20. Đó cây này là chỉ có cái chữ ký và cái mọc dấu của đúp 20 chứ không có chữ made in Japan ha. Đó, thành ra đúp 20 tùy theo cái năm sản xuất của nó có cái tem của made in Japan, có tem không. Nhưng mà nó có cái chữ ký của người ngựa nhân Samadai là người giám sát cái dòng Moritz này. Họ ký, họ đóng dấu. Còn hàng ở đây là đảm bảo các bạn là 100% là hàng của Japan nha, không phải là những cái hàng trôi nổi trên thị trường mà hàng nhái nha. Còn rất đẹp luôn. Mấy mặt hồng rất già. Sữa rất già, màu này cho những người nào thích chơi những cái dòng nhạc ấm. Chơi rất hay. Cây số 2. Tất cả các dòng Moritz đúp 20 này là 4 triệu hết nha. Mà được cái hộp là chạy, nếu mà được cái hộp là quá đã rồi. Tiếp tục là một cái đúp 20 nữa. Đây này cây số 3. Nên ai xem được clip này rồi, ai mua trước thì sẽ được những cây nói chung là do mình lừa trước chứ không là khách họ lấy là lúc đó là mình lại lừa là không có. Nhưng mà những cây này y như nhau hết, đẹp, lai niệm, gần như là 99%, còn rất đẹp, ác sừng rất tắt. Cây này đã được chú Thanh vệ sinh rồi này. Cây số 3 này đã được vệ sinh rồi. Cấp 20. Tuyệt vời. Có hộp luôn ha. Lô này về có hộp hết. Mình làm lô này xong là đỡ anh em ăn lỡ kịp. Nếu mà kịp đó, anh em nào chuyển khoản hết đó, thì được Long Bùi ship nhanh luôn. Là mình sẽ nhận
bữa nay là thứ tư, 5, 6, 7 ship nhanh thì có thể là nhận trong trong cái đợt lỡ này luôn, 34 này luôn, còn không thì mọi người phải chờ qua lỡ rồi đó. Cây vừa rồi là số 3, cây này là cây số 4 nè. Cây số 4 là Modric Đúp 25. Đây Đúp 25, hôm trước có anh em nào hỏi đây về chỉ đúng một cây Modric Đúp 25. Tại dòng Đúp 25, Đúp 30 rất là hiếm nha. Đúp 20 thì nhiều nhưng mà Đúp 25, 30 thì rất là hiếm. Đó, cái gỗ này giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Trước mình về là 5 triệu một cây. Đây, những cây mà chưa vệ sinh là ngày mai tiếp tục chú Thanh sẽ vệ sinh và kiểm tra mọi thứ hết. Rồi trước mọi người chọn là Long Bùi sẽ kiểm tra action hết. Tất cả nhưng mà đa số những cây này action rất hết. Đây là cây số 4 ha. 25. Cái số 5 là Modric Đúp 30. Đẹp. Những lô đấu này là rất đẹp. Đẹp vời. Đúp 30 6 triệu ha. Mọi người vừa rồi hỏi Đúp 30 mà đã hết á, thì bây giờ đã có hàng lại nè. Cái đàn đẹp gần như là tuyệt đối, live new luôn này. Mình nhìn kỹ cái mặt thông này. Phải không? Cực kỳ 6 triệu. Nhanh tay nha mọi người ơi. Long Bùi về là được mọi người ủng hộ rất nhiều nên chúng về là làm đó là làm link lên giới thiệu cho mọi người lên. Để mọi người khi mà cần thiết á mọi người mua, không phải chờ đợi hay là có nhiều vị khách đó nói lúc lâu cũng có đi mua chỗ khác hay là ở đâu đó thì nhưng cái đàn nó không được đẹp, không được chất lượng và cái barre action thì Long Bùi cũng cố gắng làm sớm. Tiếp tục là một cây, cây này là cây số 6, cũng là Modric Đúp 30 luôn này, của Mắt Nhìn Sâm Hành do người nhân Samadai ký này. Đó, cái mặt sớ thông đó nè, sớ thông rất già luôn, cực già, đẹp, cái đàn quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đúp 30 quá đẹp. Đó, tuyệt vời. Đó, hôm trước cũng nhiều anh em hỏi Đúp 30 á, đợt này về được 2-3 cây. Có một cái đợt của Đúp 30 cũng rất đẹp ha. Hiếm lắm mới có hợp, chứ không là không có hợp sao tự nhiên cái lô đấu này bên đó anh em bỏ hợp. Được những cái hợp chất lượng như thế này. Chắc vì mình mắc vốn cái dụng lô hộp quá trời cho nên anh em cũng cố gắng lựa cho mình được cái lô hộp đẹp để nó có được những cái hộp đẹp bên Nhật để bỏ vào. Đây là cây Yamaha FG 300D. 300D vừa rồi mình về 2 cây nhưng mà cũng được anh em ủng hộ hết rồi. Một cây xấu một cây đẹp thì được những người anh em ủng hộ đó nha. Một người anh và một người chú. Đây là Yamaha FG 300D, đẹp line new. Chỉ có giá 6 triệu rưỡi thôi. Lúc trước mình về là một cây này 8 đến 9 triệu ha. 300D có của Yamaha luôn. Như là đợt này chỉ có một cây thôi nha. Một cây. Hai cây 300D. Đẹp hết nha. 6.500.000. Anh em ha, đây là cây số 7. Đó, xong rồi mình làm xong clip này rồi, nếu mà ngày mai mà được tiện thì mình sẽ làm tiếp một cái video test đàn Nhật thì mọi người biết rồi, vừa âm thanh rồi nên ai thích cái nào cứ chọn thôi, nói Long Bùi thôi, chứ đàn Nhật là âm thanh là cực đỉnh rồi. Lúc mà mọi người chọn xong á, Long Bùi sẽ set up thay bộ dây mới, vệ sinh hết, đóng gói kỹ càng mới gửi cho mọi người.
Đây là cây đúp 35 Special. Special có nghĩa là dòng tem dập ở bên trong thùng này. Đó, nó có tem nó dập ở bên trong. Một cây đúp 35 cũng rất là đẹp. Đó. Một cây rất đẹp luôn, sản xuất từ niên đại mà. Niên dòng Special của thập niên 80. Đúp 35. Anh em nào thích đúp 35 hôm trước nhưng mà không có. Thì nhiều anh em hỏi đúp 35 luôn nhưng mà cũng không có. Thì đợt này mới có lại. Rồi đúp 35, đúp 35 xấu. Đợt này có một cây đẹp này đó. Có giá là 8 triệu 500 ha. Có hộp luôn nè. Đúp 35 Special. Trời ơi, trong đây coi mút ở bên đó họ đóng nè. Đó, mọi người xem mút bên đó bên nghiệp họ đóng nè. Chỉ có mấy con muối thôi, chống sốc thôi. Đây là cây số 9, là cây MD. Wow, đợt này có một cây là MD 520. 520. MD 520. Cái này có giá là 7 triệu, nhưng mà cái này có một cái vấn đề nữa này, có nghĩa là cái khảm của nó bị rớt ra, cái khảm ngay cái lỗ cần này, ngay cái lỗ cần này, mọi người xem kỹ nha, cái khảm ngay lỗ cần này nó rớt ra, cho nên cây này mà nếu anh em nào lấy á, mình bên mình sẽ khảm cho, tại vì cái này chỉ là cái khảm sạc cừ thôi, cho nên cái này rất là đơn giản đối với Long Mùi nha. Long Mùi sẽ xử lý cái này cho mọi người như ban đầu luôn đó. Tại vì cái này trên tút thì bỏ khảm vào, Long Mùi sẽ trà bộ khóa của 520 này. Cái này chỉ có giá 7 triệu thôi ha. 520 đời cũng cây đàn này rất đẹp nha, đẹp gần như là gọi là lai lưu. Bỏ đá vô đi. 520 7 triệu. Đó, cái dấu vết này, cái vết mà khảm rất ra Long Bùi sẽ làm cái này, cái chữ Morris nó chữ dòng nữa, cho nên những dòng đời cao cấp. Cây này là cây Morris MV 701. Hôm trước mình về một cây nhưng mà cũng được khách họ lấy rồi, ủng hộ rồi. Cây này rất đẹp nha. MV, dòng MV 701 có giá là 11 triệu. Đó. Chưa set up, chưa vệ sinh hết nha. Cây này đẹp. Còn thẳng băng luôn. Cái gỗ nó cường. Cùm lên. Đó, có cùm lên. MV 701 có giá là 11 triệu ha. Hôm trước mình về một cây 701 rồi, một cây 710. Cây 710 vừa rồi là 18 triệu. Cây này chỉ có giá 11 triệu thôi. Đó là cây số 10, đây là cây 11, vẫn là một cây 300D. Wow, đó, đợt này về mấy cây 300D đẹp, 6 triệu rưỡi thôi, có hộp luôn mà đẹp. Đẹp, hai nêu luôn. La nhiều luôn, 300D. Tuyệt vời. Cây 300D đó mọi người tranh thủ những cây 300D mà ai mà đã hỏi mình vừa rồi hai cây trước đó, không có thì sử dụng hai cây này ha. Đây là cây TF80. TF80. Một cây duy nhất bằng cây đúp 80 đó, TF80.
đẹp. Có giá là 18 triệu ha. Mà cái chùa vệ sinh gì hết. Mặt tốt. Yeah. Còn sau lưng. Đẹp. Quá đẹp. TF 80. Có giá là 18 triệu là cây số 2, cây số 12. Rồi còn một lô classic nữa thì mình sẽ giới thiệu sau. Rồi mình hôm nay mình giới thiệu một số cái giấy sắt như thế này để cho mọi người lựa ha. Mọi người ai cần mã nào hay tâm tâm giá của mọi người sẽ chọn cho mình một cây. Tôi gợi ý mà chơi ha, là 12 cây giấy sắt. Có những cây ni lông ngoài sau nữa, Long Bùi sẽ làm một clip ni lông nữa để cho khi mọi người xem á, mọi người khỏi phải coi lâu. Hôm trước mình hay gộp lại những cái dây sắt ni lông hoặc là mình bung thùng ra được cái nào thì mình giới thiệu đến mọi người cái đó. Thì có nhiều người chú á, nói là rất khó chọn, có nghĩa là coi nó khó, lâu, mất thời gian mà nó có nghĩa là đang tìm được một cái cây mà dạng trong vòng cái đời của mình đó mình đang ưng ý á, thì nó hơi khó. Long Bùi chọn ra để làm dây sắt từ thấp đến cao cho mọi người dễ dàng lựa chọn. Và những cái mà mã này á là Long Bùi muốn giới thiệu trước á, tại vì nhiều người chú người anh hỏi nhưng mà đã hết hàng, thì Long Bùi lại tiếp tục về cái là soạn hàng liền để làm biết đến mọi người. Và đặc biệt của lô này, như Long Bùi đã nói, là lô này là những cây nó có hộp rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời nha. Cho nên mọi người hãy nhanh tay sở hữu và ủng hộ cho cơ sở sản xuất đàn Vita Long, ủng hộ cho Long Bùi ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Clip của Long Bùi đến đây là tạm dừng. Xin chào tạm mọi người.